nghèo khổ của chúng sanh từ đâu mà có do mê hoặc mà có tất cả mọi thứ khổ đều do mê thất tự tánh rất đáng thương đối với Vũ trụ dạng hữu Họ nghĩ sai Thấy sai Do đó Họ cũng nói sai Và làm cũng sai Tạo vô lượng vô biên nghiệp Quả báo của nghiệp Chính là mười pháp giới trong mười pháp giới có nhiễm có tịnh có thiện có ác cũng có khổ có vui đức phật dạy khổ là thật vui là giả rất nhiều người không biết điều này vì sao họ không biết vì họ quá sơ ý nếu như quan sát tường tận thì họ đã biết khổ tám khổ thật vậy mọi người đều biết là khổ vui phật nói vui là hoại khổ niềm vui này không phải vui thật giống như thuốc tê vậy không phải thật chúng ta biết đói khát rất khổ ăn ngon là rất vui nhưng cái khổ đói khát là thật thức ăn ngon có thể duy trì được bao lâu Duy trì được một ngày Duy trì không được một ngày Chỉ dài tiếng Dài tiếng sau lại đói Lại muốn đi tìm thức ăn ngon Như vậy chẳng khác nào là uống thuốc độc Chỉ có thể tạm thời Ngưng cái khổ của đói khác Ngừng đau Giống như thuốc giảm đau vậy khi thuốc hết công hiệu hiện tượng khổ lại hiện ra đó là cái khổ thật sự đức phật quả đúng là bậc đại y dương cũng là vị đại thí chủ ngài biết nguyên nhân khổ của chúng sanh giúp cho ta nhổ tận gốc đó chính là phá mê khai ngộ sau khi khai ngộ là vĩnh viễn thoát ly đau khổ sau khi khai ngộ mới đạt được cái vui chân thật niềm vui này không liên quan đến ngũ dục lục trần có thể nói hoàn toàn không liên quan đến sáu căn sáu trần sáu thức đây gọi là cái vui chân thật không còn bị mười pháp giới làm dao động như vậy cần phải bố thí pháp Lúc Đức Thế Tôn tại thế Thị hiện cho chúng ta thấy Suốt 49 năm Giảng Kinh Thuyết Pháp là Bố Thí Pháp Chúng sanh nghe Pháp trong kinh điển chúng ta thấy quả thật có không ít người thiện căng sâu dày căng tánh sắc bén nghe xong một bộ kinh họ liền giác ngộ quay đầu là bờ không còn tạo nghiệp Thậm chí còn có người căng tánh rất lanh lợi Chưa nghe hết bộ kinh Chỉ nghe được một nửa Nghe mới một phần ba Họ đã khai ngộ Công đức bố thí Pháp Không thể nghĩ bàn Công đức bố thí Pháp Cứu cánh viên mãn bố thí pháp là trị gốc bố thí tài là trị ngọn đức phật trước từ bi gốc và ngọn đều trị đại sư cảnh hương nghiêng nặng về bố thí tài muốn cứu tế bần khổ cần phải bố thí tài chúng ta thấy người nghèo khổ hốt, liền khuyên họ học phật ngày ba bữa cơm họ cũng chưa no còn tâm tình đâu nghĩ đến chuyện học phật nếu giải quyết được cuộc sống cơ bản cho họ lúc đó khuyên họ học phật họ sẽ tiếp thu ngay Trong Đại Thừa Phật Giáo Đức Phật dạy Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Trước tiên phải dùng lợi ích dụ dỗ Sau mới đưa họ nhập vào trí Phật Trước tiên Lấy lợi ích dẫn dắt họ Đó chính là tài bố thí Phật dạy Bồ Tát Tứ Nhiếp Pháp nhiếp họ tất cả chúng sanh điều đầu tiên trong tứ nhiếp pháp chính là tài bố thí đây là bố thí họ rất cần phải giúp đỡ họ bố thí tài họ lập tức cảm nhận ân huệ liền sanh thiện cảm với ta lúc này khuyên họ học phật họ liền tiếp thu quý vị là người tốt không phải hại tôi hai chữ bần cổ Có thể bao hàm Tất cả chúng sanh Trong lục đạo Trong lục đạo có người rất giàu có Không sai Người giàu có trên phương diện vật chất Họ không thiếu Nhưng họ khổ vì mặt tinh thần vì sao vậy vì không có trí tuệ tôi nghĩ rất nhiều vị đồng học đều hiểu rõ một chân tướng sự thật tài phú là phước báo đời này của cải sung túc nhờ trong đời quá khứ tu phước mà được nhưng sử dụng của cải này như thế nào cho thích hợp đó là trí tuệ lấy trí tuệ để sử dụng tiền tài tiền tài biến thành công đức nếu không có trí tuệ của cải quá nhiều Rất dễ gây nên tội nghiệp Điều này rất phiền phức Thà không có còn tốt hơn Đời đời kiếp kiếp Được thân người đa phần đều sống trong nghèo khổ đời sau họ lại đến nhân gian người giàu có tương lai rất khó được thân người nếu suốt đời họ làm việc tốt tích lũy công đức họ sanh thiên sanh lên cõi trời họ dùng những của cải này tham đồ thọ hưởng ngũ dục lục trần đời sau có thể đọa vào ba đường ác thân người khó được